ơn quý vị và các bạn, chúng ta đã quay trở lại với kênh Nhà đẹp 1992. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì Nhà đẹp 1992 sẽ lại tiếp tục đồng hành với toàn thể quý vị. Chúng ta đi tham quan một mẫu nhà bình dân, mẫu nhà sổ riêng giá rẻ nha quý vị, nằm ngay tại trung tâm thành phố luôn. Và hy vọng là quý vị và các bạn chúng ta sẽ có những giây phút tham quan cũng như là đồng hành cùng với Nhà đẹp 1992, những chia sẻ, đóng góp cũng như là ý kiến từ quý vị. Và quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng việc là đăng ký kênh, subscribe kênh và nhớ chia sẻ video này cho người nhà của quý vị nhé. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng với Nhà đẹp 1992 chúng ta di chuyển ra phía bên ngoài, ta khám phá và chiêm ngưỡng tường tận những hạng mục của căn nhà này. Xin mời quý vị. Và đây sẽ là mặt tiền chính, mặt dựng chính căn nhà của chúng ta, một trệt, một lầu, một tum. Nhà được thiết kế theo phong cách là mái Thái, mái chữ A. Ban công ở đây quý vị thấy là chúng ta sử dụng là ban công vuông với sắt đúc CNC tiện mỹ nghệ mà đồng rất là đẹp. Và bên ngoài thì chúng ta sẽ sử dụng với hai gam màu chủ đạo, đó là màu trắng và màu xanh nha quý vị nhá. Ở trên thì chúng ta lợp bằng mái ngói luôn, rất là đẹp. Và đây quý vị này, chúng ta cùng tham quan về cơ sở hạ tầng cũng như là con đường phía trước nhà của chúng ta. Căn nhà mình thì nằm trong khu dân cư đồng bộ, xây một trệt một lầu cả. Và con đường phía trước nhà của chúng ta là con đường nhựa rộng đến 8m. Vỉa hè ở đây thì mỗi bên sẽ là 5m và đây sẽ là cái lợi thế của căn nhà chúng ta. Và nhà mình thì diện tích sẽ là ngang 4, dài 18, 72m². Nhà bố trí công năng đến 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, một phòng thờ riêng biệt nha quý vị nhé. Quý vị các bạn, chúng ta có thể là mình làm thêm một cái mái vòm và chúng ta sẽ để gara xe hơi ở phía bên ngoài, được không quý vị? Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết căn nhà mình. Nhà mình sẽ có một lớp cửa ở đây, lớp cửa này là 4 cánh với những họa tiết hoa văn được trang trí và decor nó khá là hay. Còn vào đây là khu vực này mình sẽ để xe máy quý vị này, khoảng tầm 4-5 chiếc xe máy nhá. Và sẽ có thêm một lớp cửa ở đây, 4 cánh hệ tin pha. Ở bên ngoài thì được rào khung sắt bảo vệ đầy đủ hết cho mình rồi. Còn tiến sâu vào bên trong này sẽ là khu vực phòng khách của chúng ta đây. Phòng khách này thì chúng ta sẽ tặng một bộ bàn sofa, một bộ bàn ghế sofa đang trong quá trình chúng ta vận chuyển về. Ở trên thì quý vị thấy là chúng ta sẽ kết hợp với trần trần cao. Chúng ta có đèn hắt và một quả là quả trần tích hợp vào đèn ngay dưới phòng khách luôn, rất là mát. Bên bức vách hai bên thì ta sẽ sử dụng là tấm PC dạng vân đá và có những cái kiểu lam sống như thế này, nó cũng khá là hay nha quý vị nhá. Đó, bên này cũng vậy, chúng ta sẽ thiết kế đối xứng với nhau, được không quý vị? Đây, bên này cũng vậy, được decor tương tự như vậy. Và đây sẽ có một bộ bàn sofa nên là đang trong quá trình vận chuyển về. Học tủ dưới chân cầu thang thì chúng ta sẽ tận dụng mình làm những cái kệ tủ. Đó, mình chia ra rất là nhiều ngăn. Và sau này quý vị chúng ta xây nhà thì chúng ta hãy nên làm những cái kiểu như thế này, rất là hay, công năng rất là nhiều. Còn đối xứng với cầu thang thì mình phải có một cái hệ tủ như thế này nữa quý vị này. Đó, được để co nhá, cái này là gỗ công nghiệp. Còn đây là khu vực phòng ăn của chúng ta, rất là rộng. Với khu vực phòng ăn này thì quý vị các bạn chúng ta có thể mình kê những bộ bàn ăn từ 6 đến 8 ghế. Tủ bếp trên, tủ bếp dưới thì quý vị thấy là chúng ta được làm sẵn hết rồi. Mặt bàn người ta sử dụng là đá đen, đá hoa cương nhé. Bên trong thì có chạy meca luôn, nên là trong quá trình mà chị em nấu ăn thì mình lau chùi rất là tiện. Ở đây thì có chậu rửa, vòi rửa đầy đủ hết rồi. Bên này thì ta lại làm thêm một bức tranh đây, đấy, một bức tranh 3D. Ở bên ngoài thì bao bọc bên ngoài thì ta có phao chỉ. Còn ở trên thì cũng là trần thủy thạch cao thôi. Đó, có đèn led, đèn chiếu sáng đầy đủ cho quý vị cả rồi. Và với một căn nhà bề dài đến 18m thì mình sẽ bố trí một phòng ngủ dưới đây quý vị này, rất là phù hợp đối với những hộ gia đình nào chúng ta có cha mẹ già hoặc là con nhỏ. Mình có cửa sổ đây luôn, cửa sổ này thì sẽ nhìn ra phía đường luộn đây. Sau này sẽ có một lối thoát hiểm và một cái nhà vệ sinh thì ngay phía cuối căn nhà luôn, để cho quý vị chúng ta sử dụng chung ở không gian tầng trệt này. Khu vực cầu thang của chúng ta thì sẽ đi bằng đá đen kính cường lực cổ trắng, giá đen nóc 304. Và tay nắm thì chúng ta sử dụng bằng gỗ sồi nha quý vị nhá. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng với Nhà đẹp 1992 chúng ta di chuyển lên tầng 1 căn nhà để xem là tầng 1 sẽ được bố trí như thế nào. Và căn nhà của chúng ta thì rất là gần với chợ Tân Phước Khánh, đây là ngã tư Miếu Cù, gần chợ Mỹ Hảo. Bây giờ quý vị ơi, chúng ta đang ở trên không gian tầng 1. Đây là một căn phòng ngủ nữa này quý vị này, căn phòng ngủ thứ hai của chúng ta. Chưa có nội thất đâu nhưng mà chúng ta đang trong quá trình mình vận chuyển vào. Và sau này thì mình sẽ có một khu vực này thì chúng ta sẽ phơi đồ, mình kê máy giặt ở đây. Đó, hoặc là mình phơi ở trên sân thượng. Có cái nhà vệ sinh sử dụng chung cho cái tầng này cũng được bố trí ở ngay phía cuối căn nhà chúng ta luôn. Quý vị thấy không, hành lang rất là rộng nhá. Hành lang này là gần 1m.
và căn phòng ngủ tiếp theo của chúng ta. Căn phòng ngủ này thì được xem như là căn phòng ngủ master, tại vì chúng ta rất là rộng, có bề rộng rất là rộng quý vị nhá. Ở đây gạch nền ta sử dụng là 60-60. Bên ngoài này thì mình sẽ có cửa này, cửa này sẽ dẫn ra khu vực ban công phía trước căn nhà của chúng ta, rất là rộng. Với góc máy này quý vị thấy này, chúng ta có hai trụ cột rất là to nhé. Và khu dân cư của mình đây rất là sầm uất rồi, ở tương đối khá là kín nha quý vị nhá, một trệt một lầu cả. Ở đây thì đèn đường rồi thì cây xanh vỉa hè đầy đủ cả. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng với nhà đẹp 192 chúng ta di chuyển lên khu vực ở phía trên sân thượng. Nhà chúng ta thì đổ 2 tấm, ở trên sẽ có phòng thờ gia tiên ở phía trên và sân thượng trước sau cho quý vị. Đây này quý vị ơi, chúng ta đang ở khu vực sân thượng phía sau nhá. Sân thượng phía sau này thì anh chị sau này mình về thì mình có thể mình rào khung sắt bảo vệ lên cho nó cao. Đây, giống nhà bên kia kìa, người ta cũng rào lên. Sau này thì mình cái máy giặt phơi đồ hay là chúng ta trồng rau. Còn ngay đây thì chúng ta sẽ bắt gặp là khu vực phòng thờ gia tiên ở đây quý vị nhé. Khu vực cao nhất, cũng rộng rãi, thoải mái. Đấy, bên ngoài này thì ta có một cái góc sân thượng phía trước, nhỏ nhỏ xinh xinh ở đây. Vừa rồi thì quý vị và các bạn chúng ta với cùng với nhà đẹp 192 chúng ta tham quan sơ qua một mẫu nhà sổ riêng. Mẫu nhà sổ riêng giá rẻ nha quý vị nhé. Em xin nhắc lại những cái thông tin cơ bản căn nhà mình: một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, ta có 3 nhà vệ sinh và có sân thượng trước sau luôn. Nhà này có địa chỉ nằm ngay tại phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Mức giá bán bây giờ chủ đang mong muốn và đang ký gửi bên nhà đẹp 192 đó là 3.3 tỷ nha quý vị nhé. Mức giá này thì ta đang còn thương lượng và ta đang còn đàm phán. Và quý vị và các bạn chúng ta thấy video này hay, hữu ích và chúng ta muốn sở hữu căn nhà này thì hãy alo cho nhà đẹp 192 để chúng ta đi tham quan và chúng ta tới xem thực tế luôn. Và buổi review nhà của em ngày hôm nay xin phép được dừng tại đây. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Xin chào quý vị.